Xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hiện tại bây giờ là Duy đang ngồi bên trong cái chiếc xe Maybach S450 4MATIC, cũng như là bên cạnh của Duy là chiếc xe GLS 480 4MATIC ha. Thì có rất là nhiều các anh chị khách hàng khi mà gọi vào cho Duy, các bạn thì hỏi Duy là nên chọn cái chiếc xe Maybach S450 gầm thấp này hay là chọn cái chiếc xe GLS 480 gầm cao bên kia, và kêu Duy là so sánh và lợi điểm của hai cái chiếc xe này. Đó thì với video clip này thì Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem lại hai cái chiếc xe Maybach S450 và GLS 480 Maybach của chúng ta ha, và chúng ta quyết định là chọn cái chiếc xe nào nha. Đó các bạn, thì khi các bạn xem bề ngoài của hai cái chiếc xe này các bạn, thì hai chiếc xe này nó có cùng một cái phong cách các bạn, đó là những cái chiếc xe Maybach đều có lưới tản nhiệt là sọc đứng. Đây, sập đứng các bạn ha. Đó thì Duy có một chú khách hàng các bạn, chú rất là thích những cái chiếc xe Mercedes-Benz, và trong vòng vài năm gần đây á, thì chú đã mua bên Duy khoảng tầm 4 cái chiếc xe Mercedes-Benz, và trong đó có một cái chiếc xe Maybach S450 gầm thấp, và sau đó chú tiếp tục lấy thêm một chiếc xe Maybach GLS 480. Đó có nghĩa là chú nói là chú có một chiếc xe gầm thấp rồi và chú muốn lấy thêm một cái chiếc xe gầm cao nữa, giống như là cho đủ bộ các bạn ha. Có một con mái rồi thì sẽ có một con trống ha. Đó là cái mà câu nói rất là vui của một chú khách hàng ha. Chú cực kỳ thích xe luôn ha. Thì thực ra các bạn, thì ở đây câu chuyện Duy muốn nói với bạn là mỗi cái chiếc xe nó đều có mỗi cái phong cách, đều có một cái công năng, cũng như là đều có một cái nét đẹp riêng của nó ha. Chẳng hạn như các bạn thấy nè, Maybach GLS 480, một cái chiếc xe mà có thể nói là khi mà bên Duy ra mắt các bạn, chiếc xe này thực sự nó được ra mắt trong khoảng một năm gần đây thôi. Trước đó thì chúng ta sẽ không có một chiếc xe Maybach gầm cao như thế này đâu ha. Thì khi mà ra mắt cái chiếc xe này thì có rất là nhiều những anh chị khách hàng quan tâm tới tận bây giờ luôn các bạn. Và thực sự cái chiếc xe này bên Duy bán số lượng nhiều hơn so với lại Maybach S450 gầm thấp. Đó các bạn thấy là với cái chiếc xe gầm cao như thế này các bạn, thì với cái xu hướng chung của thế giới cũng như là ở Việt Nam chúng ta các bạn, thì bây giờ là dần dần mọi người sẽ thích sử dụng cái chiếc xe SUV hơn so với lại cái chiếc xe sedan. Bởi vì là chiếc xe SUV bạn lúc nào nó cũng có một cái ưu điểm riêng, có nghĩa là cái xe của chúng ta rất là cao ha, rất là rộng rãi và thoải mái, cũng như là chiếc xe SUV thì chúng ta có thể đi mọi cái điều kiện đường xá khác nhau. Đó, và cách đây một vài hôm bạn Duy có gặp một anh khách hàng của Duy thì đang quan tâm và đã đặt Duy cái chiếc xe Maybach GLS 480 gầm cao này rồi, và hầu như là anh sử dụng xe gầm cao là nhiều. Bạn trong gara xe của anh có rất là nhiều những cái chiếc xe gầm cao ha. Đó, nhưng mà Duy chưa thấy ảnh có một chiếc xe sedan, thì Duy mới hỏi ảnh là tại sao anh chọn cái chiếc xe Maybach GLS 480 mà không chọn S450 Maybach. Đó, ảnh nói là bởi vì là anh muốn sử dụng cái chiếc xe nó nhiều hơn. Đó, nhiều hơn có nghĩa ở đây là hằng ngày anh đều đi cái chiếc xe này di chuyển trong phố, cũng như là công việc của anh các bạn thì thường xuyên cũng đi tỉnh nữa, cho nên là anh sẽ chọn cái chiếc xe GLS gầm cao này để anh đi nhiều hơn, anh sử dụng hằng ngày và coi như là cũng không có giống như là đường nào anh cũng có thể đi được các bạn. Đó, đi tỉnh, đi thành phố, mọi thứ nó tiện dụng hơn cho anh rất là nhiều. Là đó là lý do tại sao mà anh chọn cái chiếc xe GLS 480. Đó, bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những anh chị khách hàng là chọn cái chiếc xe Maybach S450. Đó, thì các anh chị khách hàng mà quan tâm đến Maybach S450 này thường các bạn thì thích một cái chiếc xe nó phải là sang trọng ha, lịch thiệp, cũng như là đi giao dịch, đi làm ăn, gặp các gỡ các đối tác bạn mang một cái phong cách gọi là trang trọng cũng như là lịch thiệp ha. Đó, đối với cái Maybach gầm thấp thì các bạn biết rồi, đó là truyền thống của những chiếc xe Mercedes-Benz và truyền thống của những chiếc xe Maybach. Đó, và SUV thì mới có gần đây thôi các bạn. Đó, thực sự Maybach vẫn là những cái chiếc xe gầm thấp, vẫn là những cái chiếc xe mà đặc trưng từ xưa tới giờ ha, của Mercedes-Benz. Đó, các bạn thấy là với cái chiều dài của chiếc xe Maybach S450 này, nó dài khoảng tầm 5,5 m. Đó, có nghĩa là trục cơ sở hoặc là chiều dài tổng thể của nó kéo dài hơn so với là cái chiếc S sedan. Nhưng đối với cái chiếc xe Maybach GLS 480 này các bạn, thì
Về kích thước tổng thể, chiều dài cơ sở hoặc là khung gầm, tất cả mọi thứ đều giống như trên cả chiếc xe GLS 450, có nghĩa là chúng ta sẽ không có thay đổi kích thước ha. Chủ yếu là chiếc xe Maybach GLS 480 này nó được nâng cấp ở cái phần bên trong nội thất nó nhiều hơn so với lại cái chiếc xe GLS 450. Đó, ngoài ra thì động cơ giữa hai chiếc xe này đều là giống nhau, cũng như là giống như là S 450 hoặc là GLS 450. Các bạn thấy không? Thực sự là với chiếc xe GLS gầm cao đó các bạn, thì khi mà chúng ta ngồi ở bên trong cái không gian đó thì cho một cái cảm giác là cao ráo ha, thoáng đãng hơn so với lại cái chiếc xe sedan rồi. Đó, nhưng mà các bạn sẽ thay xem cái phần nội thất của chiếc xe sedan nè. Nó cực kỳ đẹp luôn các bạn, và coi như là rất là cảm xúc luôn ha. Thì với cái chiếc xe Maybach S450 này các bạn, đây là một cái thiết kế mới, cũng như đây là một cái thiết kế hiện đại và cực kỳ tối giản luôn. Đó, và lý do khách hàng tại sao chọn Maybach thay vì là chọn những dòng xe Bentley hay Rolls Royce các bạn, thì các anh chị khách hàng mà chọn Maybach á, không phải là việc chưa có đủ điều kiện để mua xe Bentley hay là Rolls Royce các bạn. Thực sự các anh chị khách hàng mà chọn Maybach này các bạn thì dư sức mua những cái dòng xe khác ha. Nhưng các anh chị còn chọn cái chiếc xe này bởi vì là khách hàng thích cái sự trải nghiệm nhiều hơn là cái hình ảnh. Đó, mặc dù là chiếc xe Maybach là một cái chiếc xe mà mang đến một cái phong cách, mang một cái hình ảnh rất là đỉnh đạt rồi, nhưng bên trong của nội thất các bạn nè, nhìn thấy nè, nó rất là khác Bentley, nó rất là khác Rolls Royce ha, cho một cái trải nghiệm cảm xúc rất là nhiều. Các bạn thấy không? Khu vực này các bạn, thì các bạn thấy nè, được thiết kế rất là tối giản, rất là đẹp luôn. Và đây là một cái chi tiết mà nó cải tiến cũng như là thiết kế mới so với cái phiên bản trước đây. Với phiên bản trước đây thì các bạn cũng thấy cũng có một cái chi tiết ngăn đo như thế này, nhưng đối với đời mới này các bạn thấy không, hầu như là nó rất là liền lạc luôn. Và chúng ta còn sử dụng bằng điện nữa nè. Đó, rất là nhẹ nhàng, rất là sang trọng các bạn thấy không. Đó, và bên trong chúng ta còn có cái khu vực điều chỉnh máy lạnh nè. Đó, các bạn thấy thông thường là những cái dòng xe khác á, những cái chi tiết điều chỉnh máy lạnh thì đều được đưa ra bên ngoài thôi, nhưng đối với Maybach này chúng ta đều được giấu cất vào bên trong hết các bạn nha, rất là tinh tế ha, ở điểm này. Đó, và đó cũng là một cái phong cách thiết kế hiện đại của những cái nhà cũng những căn biệt thự hiện đại bây giờ các bạn, mọi thứ được âm vào bên trong đó, khi cần thì chúng ta sẽ kéo ra rất là sang ha. Đó, và một điểm nữa các bạn Di cực kỳ thích trên cái chiếc xe Maybach gầm thấp ha, Maybach S450, đó là cái phần cửa xe. Đó, các bạn thấy nè, không có cái cửa xe của chiếc xe nào mà có thể nói là đẹp cũng như là khi mà chúng ta bước vào bước ra các bạn nó tiện lợi như trên các chiếc xe Maybach này được. Đó, cửa của chúng ta là cửa vuông các bạn thấy không. Đó, có nghĩa là khi mà chúng ta bước vào thì chúng ta sẽ không cần phải khom người, không cần phải ưỡn người hết, chúng ta chỉ cần bước một bước thôi là đã vào bên trong khoang nội thất của các chiếc xe này rồi. Đó, rất là sang luôn. Và khi mà chúng ta ngồi vào bên trong này các bạn, thì đóng cửa lại như thế này ha, thì hầu như là rất là riêng tư luôn, không ai thấy chúng ta hết, bởi vì là ở đây chúng ta sẽ có một cái cột nè, nó sẽ che lại cái người ngồi bên trong ha, rất là sang luôn các bạn. Đó, và một cái điểm nhấn mà có thể nói là khi mà chúng ta nhìn từ bên hông của cái chiếc xe Maybach S450 này, đó là chính là cái khoang sau nó kéo dài ha. Khi mà chúng ta nhìn từ bên hông các bạn, chiếc xe này chạy ở ngoài đường thì nó rất rất là tuyệt vời rồi. Đó, và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái nội thất của chiếc xe GLS 480 lại một lần nữa ha. Khi mà chúng ta mở cửa ra thì có một cái bệ bước rất là to, rất là chắc chắn và rất là sang trọng ha. Đó, các bạn thấy không? Và Di nghĩ là trên thị trường luôn các bạn, tất cả những cái dòng xe SUV có trang bị một cái bệ bước mà kiểu điện như thế này thì Di dám chắc luôn, không có cái bệ bước nào mà nhìn nó đẹp cũng như là chắc chắn như cái chiếc xe Maybach GLS này hết các bạn. Ở đây có một cái logo Maybach nữa nè, các bạn thấy không? Đó, và cái bệ bước của chúng ta bám được, khi mà chúng ta bước lên các bạn cảm giác là nó rất là bám, bởi vì nó có những cái chi tiết mà bằng cao su chỗ này các bạn, rất là cao ha. Đó, những cái G rất là cao, chúng ta bước vào cảm giác là rất là chắc chắn và rất là yên tâm. Đó, khi mà các anh chị biết rồi ha, khi mà chiếc xe GLS 450 này các bạn, thì chủ yếu là các anh chị khách hàng và sử dụng nhiều cho công việc, ngoài ra còn có gia đình, có ông bà lớn tuổi nữa, thì việc khi mà ông bà chúng ta bước lên trên cái chiếc xe cầm cao như thế này thì nó phải an toàn là một cái điều mà cái đó là quan tâm hàng đầu rồi. Cho dù cái nội thất nó có sang trọng như thế nào, nó đẹp như thế nào, một chiếc xe nó chỉ đắt tiền như thế nào, mà khi mà chúng ta bước lên cái bệ bước đó mà chúng ta cảm giác là nó không có chắc chắn, nó không có yên tâm thì cũng không được các bạn nha. Nhưng đối với trên cái xe này thì hầu như là nếu cái bệ bước này nó chịu tải có thể lên đến 180kg luôn các bạn ha, 180kg luôn, có nghĩa là nó rất là nặng cho hai người lớn ha, bước lên luôn cũng không vấn đề gì hết.
Thực sự với cái bể bước này thì Di cũng đã quay, cũng đã nói rất là nhiều về cái bể bước này rồi. Đó, và các bạn thấy nè, ốp gỗ trên hai cái chiếc xe Maybach S450 cũng như là Maybach GLS 450 của chúng ta thì là những cái ốp gỗ màu đen và có chi tiết sơn mài ha, rất là sang. Đây là những cái nét rất là cổ điển, rất là truyền thống. À, với những cái ốp gỗ như thế này thì cho dù bao nhiêu năm nữa luôn các bạn, nó cũng không bao giờ bị coi như là lỗi thời ha. Vô lăng của GLS 450 lại được bọc bằng gỗ màu đen nữa. À, nó đồng bộ với lại nội thất với phần ốp gỗ của xe. À, các bạn thấy thì GLS 450 vẫn 480 vẫn có một cái thiết kế rất là truyền thống ha, nó không có hiện đại giống như trên cái xe Maybach S450, nhưng sự truyền thống ở đây nó sẽ giúp cho cái người lái cũng như là khi mà chúng ta cần sử dụng những cái nút bấm, những cái thao tác á, thì nó sẽ nhanh hơn, cũng như là Duy thấy là về mặt công thái học nó vẫn tốt hơn so với lại những cái thiết kế hiện đại, mặc dù thiết kế của hiện đại của chúng ta thì nó có tối giản, nó rất là sang, rất là đẹp các bạn ha. Tiếp theo nữa thì Di sẽ cho các bạn xem cái khoang sau nè. Thực sự đối với cái phần mà hai chiếc xe Maybach này bạn thì đều có hai cái ghế thương gia ở phía sau ha. Khi mà chúng ta ngồi vào hai cái ghế này thì nó rất là êm ái, nó rất là thoải mái, là một điều chắc chắn rồi. Và chất liệu da trên giữa hai cái dòng xe này cũng là chất liệu da cao cấp nhất. Đây là da Nappa Exclusive. Đó, khi mà chúng ta ngồi vào cảm giác rất là mát ha, rất là êm. Đó các bạn thấy nè. Ngồi vào cảm giác rất là sướng các bạn ha. Đó, các bạn nhìn thấy thôi, cái ghế thôi được thiết kế thôi là các bạn đã thấy thích rồi. Đó, không chỉ là khi mà chúng ta ngồi vào ha, có bờ bắp chân nè. Ở bên trong này thì chắc chắn rồi, có bàn gấp làm việc ha, có chỗ sạc điện thoại không dây. Thì đối với sạc điện thoại không dây của chiếc xe GLS này thì được đưa ra ngoài như thế này các bạn, nó tiện lợi hơn. Đó, khi chúng ta để cái điện thoại ở đây, có ai gọi tới hoặc ai nhắn tin tới thì chúng ta đều có thể thấy. Đó, và chúng ta có thể là trả lời ngay và lập tức. Nhưng đối với trên cái chiếc xe Maybach S450 của chúng ta các bạn thì là cái chi tiết sạc không dây nó lại được ẩn bên trong. Nó tất cả cái gì của chiếc xe Maybach S450 này được thiết kế ẩn hết các bạn, nó không được đưa ra ngoài ha. Ở đây thì có một cái chi tiết là một cái cánh cửa nè các bạn, một cái cửa tủ nè. Đó thì ở đây thì không có được trang bị cái tủ lạnh ha, chỉ trên có trên Maybach S680 hoặc là GLS 600 Maybach thì mới có trang bị tủ lạnh thôi. Đó. Khu vực phía sau này thì cho cái phần giải trí nó đầy đủ hết rồi các bạn. Đó, giữa hai cái xe này thì giống nhau về cái phần giải trí ở khoang sau. Đó, ghế thì chúng ta được điều chỉnh đầy đủ các hướng luôn, cũng như là có cái làm nóng làm mát này cho bốn ghế luôn các bạn nha. Đó, ngoài ra thì vẫn có hai cái chỗ này là có một cái máy tính bảng để chúng ta điều khiển ha, chúng ta cũng phải không cần phải chồm người, bởi vì khi mà chúng ta ngồi trên cái ghế này các bạn thì thông thường á cái thế ngồi chúng ta nó rất là xa so với cái màn hình. Đó, chúng ta không cần phải với tay hoặc là phải bật dậy để mà nhấn 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 trên màn hình này nữa, chúng ta có thể điều khiển mọi thứ ha bên trong cái màn hình máy tính bảng này ha. Chất liệu da đều là da Nappa mọi chỗ luôn các bạn. Đó, mọi chỗ luôn. Và trần xe thì được bọc bằng một chất liệu là da Dynamica. Đó, cả hai đều giống nhau các bạn nha. GLS 480 của chúng ta thì sử dụng một hệ thống âm thanh phải nói là cực kỳ đặc biệt luôn các bạn. Được trang bị tổng cộng là 26 loa của Boommaster và công suất là 1610W ha. Bên cạnh đó thì S450 Maybach của chúng ta cũng được trang bị loa Boommaster nhưng với số lượng là 15 loa thôi và công suất là 710W. Nếu các anh chị các bạn nào mà không quá nhiều khó tính về âm nhạc ha, không quá khó tính về âm thanh ha, thì với cái hệ thống âm thanh 710W trên cái chiếc xe Maybach này nghe nó cực kỳ phê rồi ha. Còn lại thì Maybach GLS 480 của chúng ta thì được trang bị cái công suất loa lớn hơn ha. Và một điểm khác nhau giữa hai cái dòng xe này các bạn, đó là Maybach S450 sedan của chúng ta thì được sản xuất tại Đức và chỉ duy nhất một nước trên thế giới là Đức thôi các bạn nha. Và Maybach GLS 480 gầm cao của chúng ta lại được sản xuất duy nhất ở Mỹ thôi, bởi vì là Mỹ là thị trường sử dụng những cái chiếc xe SUV lớn nhất của Mercedes-Benz và cũng như là những cái chiếc xe người Mỹ các bạn họ 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 quan điểm là cái xe càng to và cao là những cái chiếc xe nó sẽ an toàn ha, sẽ an toàn hơn. Đó, bởi vì lý do tại sao mà nhà máy Mercedes-Benz chỉ đặt sản xuất những cái chiếc xe SUV cỡ lớn nằm tại Mỹ thôi ha. Một cái điểm cũng rất là hay. Người Mỹ họ rất là thực dụng các bạn, họ 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 thích những cái chiếc xe phải to bự ha. Đó, một điều rất là hiển nhiên. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là đèn pha của chiếc xe S450 của chúng ta thì sử dụng đèn pha là Digital Light. Đó, bên cạnh đó thì Maybach
S GLS 480 của chúng ta thì sử dụng đèn pha multi beam LED. Thì đây là hai cái thế hệ đèn thông minh của Mercedes-Benz ha, và có hầu như là rất là nhiều những cái tính năng thông minh đó. Chỉ có điều là đèn pha Digital Light của chúng ta thì nó còn thêm một vài tính năng khác nữa, nhưng rất tiếc ở thị trường Việt Nam của chúng ta lại được cắt luôn, cắt bỏ. Thì thật sự là ở Việt Nam mình các bạn, hai cái đèn này nó gần như nhau luôn đó. Đèn Digital Light thì chúng ta có thể chiếu được những cái hình ảnh trên đường ha, cho những cái trải nghiệm nó vui hơn, nhưng ở Việt Nam chúng ta không cho phép cái điều đó, thì bắt buộc khi mà đăng kiểm thì Mercedes-Benz phải tắt những cái tính năng đèn này đi. Ok, về phần động cơ giữa hai cái chiếc xe này thì Di cũng đã cho các bạn xem rồi ha. Thì hai cái chiếc xe này cùng sử dụng một cái động cơ, đó là động cơ 3.0 lít i6 thẳng hàng của Mercedes-Benz, cho công suất là 367 mã lực, và hộp số của hai chiếc xe này đều là một hộp số tự động 9 cấp 9G Tunix, chữ danh của Mercedes-Benz. Thực sự với hai cái động cơ này nó giống nhau, cho nên cho một cái mức tiêu thụ nhiên liệu giữa hai chiếc xe này cũng gần như là giống nhau y chang luôn các bạn nha. Đó, khi mà chúng ta đi vào những cái đường mà ở thành phố như mặt độ Hồ Chí Minh các bạn, thì nó hơi rất là khó để chúng ta có thể là đo một cách là chính xác, nhưng mà Duy nghĩ là nó khoảng từ 15 lít trở lên đó. Nhưng với những điều kiện mà khi mà chúng ta đi những cái đường xá về tỉnh hoặc là đường kết hợp các bạn đó, thì nó khoảng rơi vào tầm 11 lít trên 100 km ha. Thực sự đây là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà gọi là rất là tối ưu rồi ha. Vừa rồi thì Di đã cho các anh chị các bạn xem hai cái chiếc xe GLS 480 Maybach và S450 Maybach của chúng ta. Thì thật sự qua cái video clip này các bạn thì Di nghĩ là cũng hơi khó lựa chọn ha. Đó, thì nếu các anh chị các bạn mà quan tâm hai cái mẫu xe này và chưa chọn được cái chiếc xe nào, thì Di có thể mời anh chị đến showroom và như là trải nghiệm thực tế hai cái mẫu xe này, để anh chị các bạn là có thể là đưa ra một cái quyết định đúng đắn hơn. Đó, cũng như là Di có thể hỗ trợ được gì cho anh chị thì Di có thể hỗ trợ ha. Ok, để biết thêm chi tiết về những dòng xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo nha.